Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin ngày hôm nay ngày 2 tháng 12 sẽ có những nội dung chính như sau. Đoàn Trung ương Giáo hội thăm và trao tặng 10.000 túi thuốc điều trị COVID-19 và các vật phẩm y tế đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhân kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cùng nhìn lại chặng đường gắn bó, đồng hành và mối quan hệ keo sơn ân tình giữa hai đất nước Việt-Lào trong chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ. 25 năm kể từ ngày thành lập, Hội Khuyến học Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của đất nước. Trong chiều ngày hôm qua, ngày 1 tháng 12, Đoàn Trung ương Giáo hội do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn đã trao tặng 10.000 túi thuốc điều trị COVID-19 và các vật phẩm y tế đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 453 cơ sở tự viện với hơn 4.000 chư tăng ni tu học. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng các hoạt động Phật sự và sinh hoạt tâm linh của Phật tử vẫn ổn định. Các chư tăng ni và chức sắc các tôn giáo được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19. Thay mặt phái đoàn, Thượng tọa Thích Đức Thiện chúc mừng những thành tựu của tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn xây dựng mối gắn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng các địa phương trong nhiều hoạt động, nhất là việc đảm bảo an sinh, từ thiện xã hội. Thượng tọa thể hiện niềm hoan hỷ khi Phật giáo tỉnh đã nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đồng hành với địa phương chống dịch COVID-19. Đáp lời, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, gửi lời chúc mừng tới trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, vừa được Hội đồng Chứng minh đề cử để suy tôn quyền pháp chủ, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng Chứng minh. Bày tỏ trân trọng khi Trung ương Giáo hội đã chia sẻ, hỗ trợ Bà Rịa Vũng Tàu trong phòng chống dịch COVID-19. Ông cho biết, tỉnh đề ra mục tiêu hàng đầu là phải kiểm soát được dịch bệnh và chăm lo tốt an sinh xã hội, chú trọng đến sự an toàn của chư tăng ni Phật tử cũng như chức sắc các tôn giáo. Ngay sau đó, Đoàn Trung ương Giáo hội đã tặng 10.000 túi thuốc điều trị F0 và vật phẩm y tế trị giá khoảng 2 tỷ đồng cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo là thông tin về Đại hội Phật giáo cấp huyện tại Đà Nẵng, Tiền Giang, Ninh Thuận nhằm suy cử tân ban trị sự và thông qua kế hoạch hoạt động Phật sự quan trọng nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay ngày 2 tháng 12, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội Phật giáo quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, quý đại biểu nghe báo cáo thành quả Phật giáo quận đạt được trong 5 năm qua, trong đó nổi bật là công tác từ thiện xã hội khi huy động được 20 tỷ đồng. Toàn quận Cẩm Lệ hiện có 8 cơ sở từ viện với 66 tăng ni tu học, có 6 đơn vị gia đình Phật tử với 56 huynh trưởng và 280 đoàn sinh. Cũng tại đại hội đã thống nhất thông qua nhân sự tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận nhiệm kỳ 2021-2026 với 2 vị chứng minh và 33 ủy viên. Đại đức Thích Thông Huệ tái đảm nhiệm trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự. Còn tại Tiền Giang, sáng qua ngày 1 tháng 12, Đại hội Phật giáo thành phố Mỹ Tho nhiệm kỳ 2021-2026 cũng diễn ra. Với sự chung tay tích cực của chư tăng ni và Phật tử địa phương, nhiệm kỳ qua, Phật giáo thành phố Mỹ Tho hoàn thành tốt các Phật sự đề ra, tham gia hiệu quả vào các chương trình của địa phương, huy động 65 tỷ đồng chăm lo từ thiện xã hội. Tại đại hội, các đại biểu đã suy cử 27 thành viên tham gia ban trị sự Phật giáo thành phố nhiệm kỳ mới do Thượng tọa Thích Quảng Lộc tái đảm nhiệm trưởng ban trị sự. Dịp này, tân ban trị sự trao 300 triệu đồng góp vào quỹ Tết vì người nghèo năm 2022. Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm cũng ủng hộ quỹ an sinh xã hội thành phố Mỹ Tho 100 triệu đồng. Trong khi đó, sáng nay tại đại hội Phật giáo huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026, quý đại biểu đã đánh giá lại kết quả Phật sự 5 năm qua về xây dựng, trùng tu các tự viện, hướng dẫn Phật tử tu học, thực hiện và hưởng ứng phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động các nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Tại đây, đại hội thống nhất suy cử 17 thành viên trong ban trị sự nhiệm kỳ mới do Đại đức Thích Tánh Hạnh làm trưởng ban trị sự. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tinh thần sẻ chia của những người con Phật vẫn luôn được thể hiện qua những việc làm ý nghĩa. Và sau đây là các hoạt động từ thiện ghi nhận tại tỉnh Hà Nam và Đắk Lắk.
Sáng qua, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Liêm, Hà Nam phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau hơn 2 tháng thi công, 3 ngôi nhà được xây dựng kiên cố với diện tích 40m2 đến 80m2 và bàn giao cho các hộ gia đình tại 3 xã Thanh Hà, Thanh Phong và Liêm Sơn. Đây là việc làm có ý nghĩa, giúp đỡ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, chùa Hoàng Nghiêm đã phối hợp cùng huyện đoàn, hội chữ thập đỏ huyện Cư Mơ Ga tặng gần 2 tấn gạo đến các địa phương nhằm hỗ trợ tuyến đầu chống dịch cũng như các hộ đặc biệt khó khăn. Trời mưa, đường trơn trượt nhưng chư tăng ni Phật tử đều không quản ngại đưa từng xe gạo, thể hiện sự sẻ chia với người dân, chung tay đẩy lùi đại dịch. Thưa quý vị, mưa lớn trong những ngày vừa qua đã làm cho nhiều khu vực của tỉnh Bình Định ngập sâu, khiến cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã phải dùng cano để hỗ trợ nhu yếu phẩm đến với người dân bị cô lập, cũng như là giúp khắc phục hậu quả ngập lũ, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Sáng ngày 1 tháng 12 tại Bình Định, lượng mưa đã giảm nhưng lũ trên các sông vẫn đổ về, khiến nhiều vùng hạ lưu ngập sâu. Ghi nhận tại xã Phước Nghĩa, nơi bị ngập sâu nhất của huyện Tuy Phước, nhiều ngôi nhà vẫn chìm trong nước lũ, có nơi bị ngập hơn 2 mét, các khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng công an huyện Tuy Phước đã sử dụng cano để hỗ trợ 300 suất nhu yếu phẩm đến với người dân. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức cá nhân cũng giúp lương thực, vận chuyển đồ đạc, quan tâm đảm bảo an toàn cho người già, neo đơn và trẻ nhỏ. Mưa lũ mấy ngày nay là nước vô nhà gì mà nhà tôi là xuống nhà dưới là tới ngực, tới cổ mà nhà trên đó là tới ướt lưng quần. Mà giờ gia đình neo đơn quá, bà già giờ bà nằm chỗ tính là giờ đi lên chùa. Mà giờ lên chùa cũng không có ai nuôi, có một mình tôi ở nhà tôi phải giữ nhà. Giờ phải kêu người tới hỗ trợ giùm. Ngay sau khi lũ rút, lực lượng cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an, dân quân và thầy cô giáo tại các trường học ở thành phố Quy Nhơn đã đồng loạt tổng vệ sinh, sửa chữa lại các phòng học bị hư hỏng. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn cũng chủ động phối hợp với các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Với cái phương châm thì nước rút đến đâu thì chúng ta làm đến đó. Và đặc biệt là đối với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn cũng luôn xác định tốt cái tinh thần, trong đó là đặc biệt là phát huy cái tinh thần trách nhiệm cùng với các lực lượng, trong đó đã tham gia khắc phục cái hậu quả sau lũ, đỡ đảm bảo cái cuộc sống cho bà con trở lại sinh hoạt bình thường. Nhờ cái lực lượng công an cũng như là bộ đội biên phòng, đoàn thanh niên phường cũng qua giúp đỡ nhà trường là dọn dẹp rác với bùn non, làm cho cái sân trường nó rất là khang trang sạch đẹp. Đến thời điểm này, lương thực, nước uống đã được vận chuyển để hỗ trợ khẩn cấp các hộ dân bị ngập lũ, gặp khó khăn. Với tình cảm, trách nhiệm, những ngày qua lực lượng cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh luôn có mặt ở những khu vực xung yếu, ngập lũ, kịp thời giúp đỡ người dân di dời, tránh thiệt hại về người và tài sản, chung tay khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là điển hình, là tấm gương mẫu mực hiếm có về sự gắn kết bền chặt và thủy chung. Mối quan hệ này đã được ghi dấu qua những chặng đường lịch sử. Và nhân dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 2 tháng 12 năm 1975, ngày 2 tháng 12 năm 2021. Trong chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay, bản tin An Viên 24 giờ xin kính mời quý vị cùng nhìn lại chặng đường gắn bó, đồng hành và mối quan hệ keo sơn ân tình giữa hai đất nước Việt Lào. Việt Nam, Lào, hai nước láng giềng có truyền thống quan hệ tốt đẹp từ lâu đời. Núi liền núi, sông liền sông, trải dài từ Bắc xuống Nam. Trong hơn 8 thập niên vừa qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Su Phan Nu Vong đặt nền móng, trở thành tài sản vô cùng quý giá của cả hai dân tộc. Nhìn lại lịch sử hào hùng đã qua, Lào và Việt Nam tự hào về quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai dân tộc.
trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, nhân dân hai dân tộc Việt Nam và Lào đã kề vai sát cánh, cùng chung chiến hào. Quân dân hai nước cùng nhau hy sinh xương máu vì thắng lợi hoàn toàn của hai đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, Lào và Việt Nam tiếp tục chung sức đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, cùng đạt được những thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại. Quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Lào và Việt Nam ngày càng được củng cố và mở rộng trên mọi lĩnh vực. 44 năm qua, kể từ khi Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam được ký kết, quan hệ giữa hai nước liên tục gặt hái những thành tựu tốt đẹp. Trong suốt những năm tháng vừa qua, nhân dân hai nước đã luôn dành sự hỗ trợ quý báu, kịp thời giúp nhau vượt qua khó khăn. Trong thời gian dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng trên thế giới, mặc dù phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh gây thiệt hại lớn về người và của, nhưng Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên cử chuyên gia và chuyển thiết bị y tế sang hỗ trợ Lào. Đó là sự giúp đỡ kịp thời, cấp thiết nhằm khống chế được dịch bệnh. Ngược lại, khi Việt Nam gặp thiên tai và đối diện với làn sóng thứ tư của COVID-19, dù khó khăn nhưng chính phủ cùng các tổ chức, người dân Lào đã ra sức vận động hỗ trợ Việt Nam. Trong những năm gần đây, hai nước chúng ta thường xuyên xảy ra thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 bùng phát nặng nề trên diện rộng. Tuy nhiên, những khó khăn nảy sinh trong thời gian qua càng tô đậm thêm mối quan hệ đặc biệt trên tinh thần, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa giữa hai nước Lào, Việt Nam. Sự giúp đỡ lẫn nhau này có sự đóng góp to lớn của đồng bào Phật tử và Phật giáo của cả hai đất nước. Đạo Phật như là quốc đạo của đất nước Lào. Vì thế, trong mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào, Phật giáo giữa hai đất nước tự thân có ý nghĩa hết sức đặc biệt, vừa giao hảo mang yếu tố hợp tác, vừa có tính chất bà con láng giềng, gắn bó keo sơn. Tinh thần đoàn kết hợp tác Phật sự giữa hai giáo hội thì cũng được thúc đẩy mạnh từ năm 2018 khi mà thành lập được cái ban điều phối. Thì giữa hai nước đã có những cái văn bản ký kết, ghi nhớ để cho giáo hội, giữa hai giáo hội có nhiều cái hoạt động thăm viếng cũng như là hỗ trợ nhau trong cái tinh thần cũng như vật chất. Và nhất là trong cái đợt Covid vừa rồi thì giáo hội Phật giáo Việt Nam đã rất là quan tâm, đã hai lần hỗ trợ cho giáo hội Lào về lương thực phẩm trong những cái đợt mà cách ly xã hội. Từ ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến nay, hoạt động giao lưu tôn giáo giữa hai nước, giao lưu giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Lào được tổ chức thường xuyên. Từ đó, quan hệ Phật giáo giữa hai nước phát triển trên nhiều lĩnh vực về giáo dục, trao đổi tài liệu. Những năm gần đây, hai bên không chỉ có quan hệ song phương, các tổ chức Phật giáo của hai nước cũng đã tham gia, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động trong khuôn khổ Phật giáo quốc tế. Có thể nói rằng những năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được các thế hệ lãnh đạo nhà nước và nhân dân Việt Lào dày công gìn giữ, vun đắp, phát triển và ngày càng mở rộng, đem lại nhiều lợi ích chung cho cả hai quốc gia. Trong suốt quá trình hình thành phát triển tại Lào, cộng đồng người Việt Nam luôn mang theo các tôn giáo và tín ngưỡng của mình, trong đó Phật giáo chiếm vị trí quan trọng. Ngày càng có nhiều ngôi chùa Việt được xây dựng trên xứ sở Triệu Voi, và đây không chỉ là nơi nương tựa tâm linh mà còn là nền tảng trong giao lưu văn hóa, gắn kết các cá nhân và tập thể ở Lào, chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống của bà con kiều bào xứ Triệu Voi. Xa nhà sang Lào làm việc đã được 3 năm. Một năm trở lại đây, anh Nhật chuyển hẳn về chùa Bằng Long, thủ đô Viêng Chăn, sinh sống, chấp tác. Mỗi ngày, anh đều tụng kinh niệm Phật cùng chư Tăng. Cuộc sống chốn thiền môn vốn lạ lẫm, nhưng anh Nhật đã thích nghi nhanh chóng, coi đây như ngôi nhà của mình nơi đất khách. Khi tôi mới sang Lào làm việc, chưa có điều kiện nhiều, nên xin vào chỗ ở cùng quý thầy nơi đây. Mỗi ngày buổi sáng thì tôi đi làm, buổi chiều về cùng quý thầy làm việc, tụng kinh, lễ bái. Khi ở trong ngôi chùa, tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tận tình của quý thầy dành cho tôi. Tuy ở nơi xa xứ, tôi cảm thấy như đang ở chính tín quê hương của mình vậy. Theo lịch sử, chùa Việt đã được xây dựng ở Lào từ rất sớm, khoảng những năm đầu của thập niên thứ 2 thế kỷ 20. Hiện nay, trên đất nước Lào có 13 ngôi chùa và một ngôi tịnh xá Phật giáo của người Việt Nam. Để hoạt động tại các ngôi chùa Việt tại Lào đi theo đúng phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên minh Phật giáo Lào, ngày 11 tháng 11 năm 2018,
Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào đã được thành lập. Cái Ban Phật giáo Việt Nam tại Lào nó đã hỗ trợ để thúc đẩy cái mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc và nó thúc đẩy cho cái quan hệ giữa hai giáo hội ngày một tốt đẹp và một ngày một đoàn kết hữu nghị hơn. Trong 14 ngôi tự viện Việt Nam trên đất Lào, Chùa Bằng Long ở thủ đô Viêng Chăn được xây dựng sớm nhất vào năm 1942. Tên Chùa Bằng Long có ý nghĩa là Hồng Bàng và Lạc Long Quân để nhắc nhở các kiều bào Việt Nam biết thương yêu, đùm bọc nhau hơn, thực sự xứng đáng là con cháu Lạc Hồng. Trong khuôn viên chùa có hình mô phỏng ngôi tháp Thạt Luồng, biểu tượng của Phật giáo Lào. Đây cũng là nét kiến trúc giao thoa đặc trưng trong ngôi chùa Việt tại Lào. Vị trí trung tâm của chùa là chính điện, hệ thống tượng Phật được bài trí theo chiều dọc với tượng Phật Thích Ca tọa chính giữa. Qua cách bài trí, có thể thấy đây là ngôi chùa mang phong cách thiền phái Tào Động. Tiếp nối chư Tôn Đức tiền bối, ngày càng có nhiều tăng ni trẻ phát nguyện sang Lào tu học, Hoằng Dương chánh pháp. Là một vị tăng trẻ sang một đất nước mới cũng gặp rất nhiều điều khó khăn như thủ tục pháp lý, ngôn ngữ, phong tục tập quán. Tuy khó khăn như vậy nhưng đây cũng là cái trách nhiệm, bổn phận chung của một sứ giả Như Lai để có thể hoằng truyền chánh pháp để đạo quần sinh. Cũng tọa lạc tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, ngôi chùa Phật Tích được xây dựng từ năm 1957 với tên đầy đủ Phật Tích Linh Ứng Tự. Chùa mới hoàn thành trùng tu năm 2010. Hệ thống tượng của chùa Phật Tích là sự kết hợp Phật giáo Việt-Lào. Đặc biệt, chùa còn tôn thờ tượng cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Tứ bằng sáp. Từ hàng chục năm nay, chùa thường xuyên tổ chức các hoạt động Phật giáo, giúp chư Tăng Ni Phật tử và bà con hướng về đất nước, cũng như tăng cường tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng. Từ thời sư bà Thích Nữ Diệu Thiện, thì có một nhà sư lớn bên Thái Lan đã đến và trồng cái cây bồ đề đằng trước chùa. Và khi trồng xong thì cụ mới nói là cái cây bồ đề này được lấy từ bồ đề đạo tràng từ Ấn Độ, mà cụ đã cầm về bên Thái Lan cả gần một tháng nhưng chưa vừa ý chỗ nào. Đấy, cụ trồng xong thì cụ mới kể cho sư bà nghe, và sư bà lúc đấy đã đặt luôn cái tên là chùa Phật Tích. Ngôi chùa Việt duy nhất tại Lào thuộc hệ phái Khất Sĩ là Tịnh Xá Ngọc Tâm ở thủ đô Viêng Chăn. Tịnh Xá có kiến trúc hai nóc, nóc dưới 8 mái, nóc trên 4 mái. Giữa chính điện bài trí tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trên bảo tháp 3 cấp, hàm ý về lộ trình giác ngộ của Ngài. Trong khuôn viên Tịnh Xá còn có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm được xây trên ngọn giả sơn, có đôi dòng trầu hai bên. Đây là cách thể hiện phổ biến theo quan niệm của người Việt Nam. Có ba hệ phái lớn nằm trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là có Bắc Tông, Nam Tông và Khất Sĩ Việt Nam. Đấy, thì trong cái Khất Sĩ thì lấy cái danh từ là gọi Tịnh Xá. Tịnh Xá là nơi yên tịnh. Đấy là một tịnh xá đầu tiên của đất nước Lào. Do đó cái hoạt động của bên tịnh xá thì cũng có chỗ là eo hẹp hơn. Dù khác nhau về phong tục tập quán, thế nhưng hầu hết các ngôi chùa Việt trên đất Lào vẫn tổ chức các lễ nghi theo truyền thống Phật giáo Việt Nam như Phật đản, Vu Lan. Tham gia sinh hoạt tại đây không chỉ có các Phật tử Việt mà còn có người Lào. Tôi rất vui mừng khi biết đến ngôi chùa Việt ở Lào. Ở đây, quý thầy có giảng dạy Phật Pháp và cách tu tập, cho tôi biết tụng kinh bằng tiếng Việt. Tôi rất vui mừng khi được ăn chay để không hại đến động vật và cảm nhận được tâm hồn mình thanh thản hơn. 14 ngôi chùa, đó không phải là số lượng lớn, nhưng là nỗ lực, cố gắng của toàn thể chư Tăng Ni Phật tử để xây dựng phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào ngày càng lớn mạnh. Hơn cả, đó còn là minh chứng rõ nét cho tình cảm hai nước Việt-Lào bền chặt, góp phần tăng thêm sức mạnh đoàn kết, tình dân tộc hữu nghị giữa nhân dân hai quốc gia. Năm 50% số người trong độ tuổi lao động đạt danh hiệu công dân học tập, 70% gia đình học tập, 65% dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Vâng, thưa quý vị, đây chính là những con số rất ấn tượng của phong trào khuyến học đạt được trong hiện nay. Quan trọng hơn là khuyến học đã góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc.
Thông tin này được chia sẻ tại Đại hội đại biểu Hội Khuyến học toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày hôm qua ngày 1 tháng 12 tại Hà Nội. Trong suốt nhiệm kỳ qua, cùng với ngành giáo dục, Hội Khuyến học đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của đất nước. Với hơn 21 triệu hội viên, công tác khuyến học đã đưa việc học tập suốt đời và xây dựng các thiết chế học tập của người dân gắn chặt với đời sống cộng đồng. Đặc biệt, với nguồn quỹ khuyến học vận động được ở từng địa phương lên tới gần 3.000 tỷ đồng, đã góp phần hỗ trợ cho nhiều học sinh nghèo được đến trường, vươn lên trong học tập. Những nơi nào mà có được học sinh khóa học thì các tổ chức hội đều là quan tâm tạo được tặng học bổng, cũng như tặng tạo các điều kiện để các em học, và cùng với đó là cùng với ngành giáo dục để mà vận động các em đưa các em ở trường, tạo cái vấn đề hoàn thành tốt cái công tác phổ cập. Cái quỹ khuyến học là một trong những phương tiện, một trong những công cụ để thúc đẩy cái học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã học tập ở cơ sở. Tuy nhiên, phong trào khuyến học lại phát triển không đồng đều giữa các địa phương, đặc biệt vai trò của trung tâm học tập cộng đồng thì rất mờ nhạt. Những bất cập này cũng được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại đại hội. Theo đó, thời gian tới, làm sao để vận hành hơn 10.000 trung tâm này thực sự hiệu quả, trở thành nơi không chỉ dạy nghề mà phải là dạy kỹ năng sống cho mọi người dân. Việc này cả xã hội thực ra không phải không làm. Kể cả trong nhà trường, trong hoạt động của hội khuyến học, cũng như toàn xã hội vẫn làm. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta lưu ý là giáo dục, kỹ năng sống có vai trò rất quan trọng. Và việc này, Hội Khuyến học Việt Nam chúng tôi trông đợi là sẽ có một cái bước tiến đột phá trong nhiệm kỳ này. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh, học không chỉ để làm việc mà còn để chung sống, đặc biệt trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động như hiện nay thì kỹ năng sống càng cần được chú ý hơn. Đây cũng là điểm mà Hội nghị Văn hóa cũng đã đề cập và khẳng định. Mới đây, ASEAN đã ra mắt triển lãm điện tử đầu tiên trên cổng thông tin lưu trữ kỹ thuật số di sản văn hóa với tên gọi là Lịch sử rèn đúc kim loại, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của ASEAN. Triển lãm điện tử là một tính năng mới của cổng thông tin lưu trữ kỹ thuật số di sản văn hóa ASEAN, được phát triển trong giai đoạn 2 của dự án xây dựng cổng thông tin, bắt đầu vào tháng 1 năm 2021. Triển lãm trưng bày 22 di sản văn hóa đã được số hóa với sự hỗ trợ từ các viện bảo tàng và các cơ quan lưu trữ của các quốc gia thành viên ASEAN. Các di sản văn hóa nổi tiếng có mặt trong triển lãm gồm bàn thảo Phật giáo từ Thái Lan, vương miện bằng vàng từ Indonesia hay các tác phẩm nghệ thuật kim loại do nghệ sĩ Malaysia tạo ra, cùng nhiều tác phẩm khác. Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội Ekaphat Phantavong khẳng định, dù ảnh hưởng sâu sắc đến từ các thể chế văn hóa của ASEAN, đại dịch COVID-19 cũng đã góp phần nào tạo động lực để các bảo tàng tái hình dung cách tiếp cận khán giả thông qua dịch vụ văn hóa kỹ thuật số phong phú. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km, làng Dư Dụ ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai là một trong số ít làng nghề lưu giữ truyền thống điêu khắc, đặc biệt là điêu khắc tượng gỗ với nhiều tác phẩm độc đáo cả về hình dáng, kích thước và độ tinh xảo như thế này. Và trong phần cuối của bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay, kính mời quý vị đến với câu chuyện của những người nghệ nhân tài hoa vẫn ngày đêm miệt mài sáng tạo, gìn giữ vốn quý làng nghề điêu khắc Dư Dụ nức tiếng gần xa. Tiếng gõ đục, tiếng cưa xẻ là những thanh âm rộn ràng, là sức sống của làng nghề điêu khắc tượng gỗ Dư Dụ với những sản phẩm độc đáo nổi tiếng khắp mọi miền đất nước. Người ta chẳng biết làng điêu khắc gỗ có từ bao giờ. Người dân làng cứ lên 6-7 tuổi là đã quen với mùi gỗ mới. Ngoài việc tuân thủ chặt chẽ nghệ thuật tạo hình cân đối, hài hòa, người thợ chế tác còn tỉ mỉ trong việc lựa chọn nguyên liệu. Thường làm là làm ba loại gỗ, là làm gỗ mít, mấy này gỗ gõ, mấy này gỗ hương đá. Gỗ mít thì là làm là dễ làm hơn, mà tượng Phật thì đa số là người ta làm gỗ mít. Gỗ mít thì mấy này gỗ gõ, mấy gỗ hương thì rất dễ phân biệt. Thì gỗ mít thì nó vàng, còn các cái loại gỗ kia thì nó màu nó đỏ hơn. Với đôi bàn tay tài hoa, người thợ Dư Dụ đã thổi hồn cho những mảnh gỗ thô kệch, trở thành những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng và đẹp mắt. Từng ấy năm theo nghề, là từng ấy năm người nghệ nhân gắn bó với các loại tràng, móng, đục để tạo hình, tách chi tiết một cách tỉ mỉ và khéo léo. Cái này thì như là cái đường tách chẳng hạn, thì có cái đường tách nó phải đục tách như thế này.
mình để mình tách. Có nó tách thì nó từng loại tách bé tách to thì mình đưa vào những đường tách bé tách to để mình tách ra những thành nét. Còn nếu được đọng như thế này thì mình đọng những cái đường cong uốn lượn nhé, nó đa dạng. Loại này là nó được bạt thì nó bạt những cái đường nào nó phẳng view này mình bạt nhé. Mình phải dần dần nhé. Từng lớp một, từng lớp đến con cháu thì người ta sẽ kế thừa cái nghề này, tại vì cái nghề này đã cắn không ai một được. Nếu như trước đây sản phẩm chủ yếu của Dư Dụ là hoành phi, câu đối, y môn, thì nay chủ yếu phát triển điêu khắc các tượng từ gỗ như tượng Phật Di Lặc, tượng Bồ Tát, Tam Đa, Thọ Tứ Linh, mang ý nghĩa cầu mong sự an lạc, may mắn. Trải qua bao thăng trầm, các sản phẩm tượng gỗ Dư Dụ vẫn mang trong mình sức sống mạnh mẽ, ghi dấu ấn tài hoa của người thợ điêu khắc làng quê Việt, hết lòng gìn giữ tinh hoa của một làng nghề độc đáo ven đô. Đến đây thì bản tin An Viên 24 giờ cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Thaco đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.